Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Tâm Đức Mobile à, Ngày hôm nay thì à, Đức vừa mới về thêm một lô iPhone XR Đây là một chiếc máy đang bán chạy nhất tại Tâm Đức Mobile Và tại sao mà chiếc iPhone XR lại được bán chạy như thế thì mình sẽ giải thích cho các bạn à, Thời điểm hiện tại thì iPhone 8 Plus đang được đẩy giá lên rất là cao à, Nó được à, lên 300.000 cho đến 500.000 so với lại 2 tháng về trước Nó tăng rất là mạnh bởi vậy nên là người dân thường chọn iPhone XR và mình cũng tư vấn cho anh chị thêm một chút tiền nữa thì mình sẽ lên được một chiếc iPhone XR với những cái tính năng nổi trội hơn so với lại chiếc 8 lớp đầu tiên thì mình nói về thiết kế của iPhone XR XR thì được trang bị một cái màn hình 6.1 inch và À, đường sau của nó được trang bị lưng kính thì nhìn rất là sang trọng à, cũng như là iPhone XS Max thì nó thể hiện một cái độ sang trọng cũng như là một cái độ bóng nhất định à, thứ hai iPhone XR thì được trang bị con chip A12 Bionic lớn hơn so với lại 8 Plus với con chip A11 Bionic và một cái điểm mà mình à, thấy uh, XR nổi trội hơn hẳn so với 8 Plus đó là nó đã bỏ đi cái cảm biến bằng vân tay và thay vì đó là cảm biến bằng Face ID rất là tiện dụng như các bạn sử dụng những cái dòng 13 Pro Max vậy cũng cảm biến Face ID như thế này luôn mà không có cái gì khác biệt cả xì uh, <laughs> như lại 13 Pro Max tiếp theo đó là chiếc iPhone XR thì được trang bị hai sim hai sim, các bạn có thể dùng tiện lợi hai sim song song, một sim vào mạng và một sim nghe gọi hay là một SIM dùng công việc và một sim dùng cho gia đình, rất là tiện lợi phải không nào? Thêm một điều nữa ngoài cấu hình của iPhone XR khỏe ra thì XR được trang bị một con viên pin cực kỳ trâu, nó được mệnh danh là chiếc điện thoại với thời lượng pin trâu bò nhất đó pin của nó rất là cao và các bạn sử dụng thoải mái trong vòng một ngày được với cái chiếc điện thoại iPhone XR thì những ai thì nên sử dụng bởi vì cái điện thoại này là điện thoại tầm trung dưới 10 triệu nên rất là được nhiều anh chị em săn đón và một cái điểm đặc biệt hơn nữa đó là iPhone XR thì được trang bị 6 màu sắc khác nhau ví dụ như ở đây mình đang có 1 2 3 4 5 màu sắc khác nhau và chỉ thiếu đúng một màu nữa đó là màu vàng đó các bạn thấy không ạ thì nhiều màu như này thì sẽ giúp cho anh chị em có nhiều sự lựa chọn hơn so với chiếc 8 lớp chỉ có bốn màu mà thôi đấy thì đấy là cái sơ qua về chiếc iphone xr và chiếc tám lớp à, còn về giá thì iphone xr nhỉnh hơn một triệu so với lại chiếc 8 lớp thì anh em có nên cố gắng lên một chút nữa không để chọn một chiếc iPhone XR được cập nhật phần mềm dài này với những cái tính năng như mình vừa chia sẻ. Theo anh em, anh em nghĩ sao về chiếc iPhone XR? Hãy để lại comment xuống bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Đừng quên subscribe ủng hộ kênh của Tâm Đức Mobile để mình ra nhiều video hơn nhé. Xin chào.